Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Ở thưa các bạn, với tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề tại Việt Nam hiện nay thì việc đeo khẩu trang khi ra đường là vô cùng quan trọng. Ở khẩu trang vải hay là khẩu trang y tế thì không thể nào lọc được bụi cũng như là những loại bụi có kích thước siêu nhỏ như là bụi mịn hay là bụi siêu mịn. Ở khẩu trang y tế thì chỉ hạn chế từ 30 cho đến là 40% lượng bụi và không có khả năng bảo vệ cơ thể trước sự ô nhiễm không khí. Chính vì vậy câu hỏi nên đeo khẩu trang gì để chống được bụi mịn là một trong những câu hỏi được quan tâm nhiều. Và Kiều Anh xin trả lời rằng mọi người thì nên sử dụng khẩu trang phù hợp đảm bảo chống được bụi mịn PM2.5 ở ngăn vi khuẩn cũng như là các chất độc hại. Ở những khẩu trang này thì phải dùng chất liệu có khả năng lọc vật chất nhỏ. Trong đó thì khẩu trang KF94 có thể là giúp bạn tránh tiếp xúc trực tiếp cũng như là hít phải những luồng không khí ô nhiễm vào đường thở. Tiêu chuẩn KF94 có nghĩa là sản phẩm khẩu trang này có thể lọc được 94 cho đến là 95% các loại bụi có trong không khí, ở kể cả bụi siêu mịn. Khi chọn khẩu trang thì chúng ta cần chọn khẩu trang ôm sát mặt cũng như là nhằm chặn không khí bẩn vào mũi, miệng và cho phép tối đa 5% không khí đi qua các khoảng trống. Ở khi sử dụng khẩu trang thì cần có độ thoáng cũng như là việc người đeo phải thấy thoải mái, hô hấp bình thường. Chọn mua khẩu trang có nguồn gốc rõ ràng và cần thay khẩu trang tối đa là sau một tuần sử dụng với điều kiện là bảo quản ở nơi thoáng mát. À, với những tiêu chuẩn mà Kiều Anh vừa chia sẻ trên đây thì khi chọn khẩu trang các bạn nên căn cứ vào những tiêu chuẩn này để chọn. À, khẩu trang KF94 đến từ Hàn Quốc thì được làm từ vải không dệt, có lớp lọc bụi bên trong cũng như là bảo vệ đường hô hấp khỏi các nguồn khói bụi và chất độc hại. Hơn nữa với thiết kế 3D thì sẽ tạo thoải mái trong việc hít thở cũng như là ôm sát, hạn chế tối đa khói bụi, không làm mờ kính khi đeo. À, đặc biệt là với những chị em phụ nữ mà chúng ta thường xuyên trang điểm khi ra đường Khi sử dụng sản phẩm khẩu trang chống bụi mịn KF94 Thì các bạn cũng có thể là hoàn toàn yên tâm Bởi lớp trang điểm của chúng ta sẽ không dính vào khẩu trang Ở à, bên cạnh đó sản phẩm khẩu trang KF94 Thì cũng có thiết kế dành cho trẻ em từ 4 tuổi trở xuống à, thế nên là các bậc phụ huynh cũng có thể là chọn sản phẩm khẩu trang này để sử dụng cho con em mình ở mỗi khi đi ra khỏi đường. À, như vậy thì có thể thấy là những công dụng mà khẩu trang chống bụi mịn KF94 mang lại. À, tuy nhiên thì các bạn cũng nên nhớ lại một lần nữa Đó là với tình trạng ô nhiễm như hiện nay Thì những khẩu trang vải bình thường Thì không thể nào ngăn chặn được uh, tác nhân ô nhiễm từ không khí Cũng như là bảo vệ cơ thể các bạn tránh phải bụi mịn Thế nên là nếu như chúng ta muốn có một đường hô hấp khỏe mạnh Cũng như là một cơ thể khỏe mạnh không mắc các bệnh uh, do bụi mịn gây nên Thì Kiều Anh khuyên rằng các bạn nên sử dụng khẩu trang chống bụi mịn KF94 đến từ Hàn Quốc không chỉ vậy, các bạn cũng nên sử dụng các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng để bổ sung cho bản thân Cũng như là phải kết hợp tập luyện thể dục thể thao để có thể là giữ cho sức khỏe của chúng ta luôn luôn khỏe mạnh ở Một vài điểm lưu ý khi chúng ta sử dụng khẩu trang KF94 ở Đó là các bạn nên nhớ rằng khi sử dụng thì tối đa là một tuần chúng ta sẽ thay khẩu trang một lần Và khi chúng ta thấy ở trên khẩu trang bám những cái vết bụi bẩn hay là nó xám màu lại không còn trắng như lúc trước Thì hãy ngay lập tức thay khẩu trang À, và chúng ta cũng không nên sử dụng lại khẩu trang khi đã sử dụng tối đa quá một tuần. Ở à, như vậy có thể thấy là những công dụng tuyệt vời mà sản phẩm khẩu trang chống bụi mịn KF94 mang lại đúng không ạ? À, tuy nhiên thì nếu như các bạn còn đang thắc mắc rằng chưa biết mua sản phẩm khẩu trang này ở đâu để có thể là mua được hàng chính hãng đến từ Hàn Quốc cũng như là an tâm trong quá trình sử dụng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm khẩu trang KF94 đến từ Hàn Quốc để bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe cũng như là cho đường hô hấp của bạn và cho người thân trong gia đình. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng. Ở hy vọng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kêu Anh xin chào và hẹn gặp lại.